Để chủ động phòng ngừa ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có công điện yêu cầu thủ trưởng các sở ban ngành, đơn vị và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế chủ động tổ chức theo dõi sát thông tin dự báo, diễn biến của mưa lũ, kịp thời chỉ đạo triển khai công tác ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ. Trong công điện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ bão số 6, nhất là tại các địa phương ven biển, tăng cường tuyên truyền vận động người dân có phương án dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu, chủ động ứng phó với mưa lũ, chia cắt có thể diễn ra dài ngày. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế ra soát các kế hoạch, phương án sơ tán dân, phương án ứng phó thiên tai lũ, khu vực sườn dốc có nguy cơ xảy ra sạt lở khi mưa lớn, lũ quét, ngập lụt. Đối với các địa bàn ven biển, đầm phá, quản lý chặt chẽ tàu thuyền, đồng thời kiên quyết tổ chức sơ tán người dân tại những nơi nguy hiểm, khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt, vùng ven biển, cửa sông, ven phá. Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh cũng yêu cầu đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống phục vụ công tác chỉ đạo, chỉ huy ứng phó với mưa lũ, đảm bảo an toàn cho các công trình, triển khai phương án chống va trôi tàu thuyền, xà lan đang thi công, xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân.